Xin kính chào tất cả bà con cô bác và anh em và các bạn. Hôm nay shop lại về một số hàng nữa ha, tranh thủ review lên. Hôm nay là có một số hàng là có combo ha, máy bình sạc ha, máy bình sạc tùm lum ha. Có những cái combo này mình bán combo ha. Cái nào điện trăm mình nói điện trăm, điện 220 mình nói 220 ha. Rồi đầu tiên cho mình xin test cái này đi. Cái này là máy highlight ha anh em, vừa dòng pin vừa vừa dòng điện đó. Cái này là đang xài pin, cái này pin của nó ha, cái này cục pin zin của nó, nhưng mà mình vẫn bán thân máy thôi ha, vẫn bán vỏ pin thôi ha, chứ mình không tính pin cái pin này đó. Thấy mình coi như là để mấy ngày rồi nhưng mà vẫn ok đó. Cái này là pin ha, đây là pin. Còn đây là cái đốc điện của nó ha, đây là cái đốc điện của nó, nguyên cuộn dây điện này ha, nguyên cuộn dây điện này dài từ 10 mét đổ lên ha. Đây là cái đốc điện của nó nè, nguyên cuộn dây điện này dài 10 mét đổ lên, giờ gắn đốc điện vô đó. Điện 100 nha anh em, điện 100V. Mình test thử cho anh em xem cái điện 100V ha, test pin rồi giờ mình test tới điện. Điện 100V anh em lưu ý ha, cắm nó lộn là coi như là đi luôn cái máy ha. Đây điện 100V ha, giờ mình test tiêu tốc cho anh em xem ha, tiêu tốc là ha. Rồi đảo chiều. Rồi búa ha. Rồi, rất là rác ha. Rồi. Rất là khỏe anh em. Cái motor nó dài ha. Nó hai motor ha, một motor điện và một motor pin ha. Đó, nó có hai dòng đó, đốc điện pin luôn. Cái dây điện này của nó zin luôn ha anh em. National luôn ha. Sợi dây national luôn ha. Đây, mình cho anh em xem cái sợi dây national luôn. Đó, dây zin national luôn ha. Đó, nó có cộng dây mát xuống đất ha. Ở bên nước bên Nhật là nó như vậy ha. Nó có cộng dây mát này xuống đất. Mình không biết nó làm gì nhưng mà nó sản xuất ra như vậy. Rồi, bán nguyên combo. Đó. Còn cái pin nè anh em, cái pin này. Cái pin anh em thấy nó chạy nè ha. Bây giờ mình bán cái thân máy vỏ pin thôi, thân máy vỏ pin đốc, anh em không lấy vỏ pin cũng được ha, thân máy đốc này cũng được ha, hay hoặc là lấy thân máy vỏ pin cũng được ha, thân máy vỏ pin khỏi lấy đốc cũng được ha, tùy. Đó, anh em muốn mua như vậy là mua ha. Đó, còn bán cái đốc không là mình không bán ha, còn bán cái đốc không là mình không bán. Đó, thân máy vậy ha, rồi nó có cấn chạy đây xíu ha. Đó, có cấn chạy đây xíu chỗ này, chạy miếng cao su này, chạy chút xíu chỗ này thôi. Đó, không biết cấn cái kiểu gì nhưng mà mình để vậy thì máy rất đẹp ha. Rồi cây số 1 hết luôn ha, dây vỏ pin máy nguyên combo luôn ha. Số 1 combo, mình để combo đó, combo điện 100, combo điện 100V ha, số 1 1.600.000, chiều 600.000 anh em, nguyên combo ha. Đây rồi mình cho xuống đất khỏi nó vướng víu một lần ha. Rồi tiếp tục là cái số 2. Cái số 2 là một cái Panasonic 7548 ha. Ngoại hình em nó đây ha. 7548, ngoại hình em nó cũng có chạy trước xài rồi. Đây, không giống như cây clip vừa rồi mình ha. Cái clip vừa rồi mình mới 95%, còn em này đã qua sử dụng rồi. Cũng có hơi chạy chùa rồi ha. Nhưng mà chạy chùa thì nó có giá của chạy chùa ha. Và mình test chức năng cho anh em xem. Không biết cái pin này nó có đủ cái bên mình nó không có cầm, mình chưa có thể sửa được. Rồi. Đó đèn led rồi đàng hoàng ha.
đó. Và cái pin này nó mình không có cầm cho nên mình không có cái pin để test. Rồi anh em chờ mình chút xíu. Rồi pin mình nó lỗi, nó báo lỗi nè anh em, báo lỗi rồi không test được anh em ơi. Pin mình nó không còn nữa, báo lỗi không test được. Rồi anh em nào tin tưởng ha thì mình bán về hai, mình bao full chức năng luôn. Rồi, cái này là mình đã test sẵn rồi, nhưng mà cái bộ pin này mình nó bị lỗi rồi, lỗi cái mạch rồi đó, giờ mình bao full chức năng luôn, thân máy thôi ha. Cái này là bán cái thân máy ha, số 2 750, thân máy 750k ha. Đó, số 2 máy còn khá ok ha. Rồi số 3 là một cái máy mài Hitachi ha, máy mài Hitachi 14V4 ha anh em, 14V4 có bó đèn đây ha. Rồi test chức năng ha. Rồi nó chỉ như vậy thôi. Số 3 em mua là nó có cái cặp te ha, quán mình có cái cặp te ha, có cái cặp te che lưỡi ở đây ha, đầy đủ ha. Số 3 950k ha anh em. Đây là số 4. Một cây Magita bê tông ha, một cây Magita bê tông 14V4 ha. Cái này bê tông 14V4. Mã của nó là HR162D ha. HR162D mắc kính da băng. Ha. Rồi đây điều tốc ha. Nó tự nó lên đèn luôn ha anh em. Tự nó lên đèn led luôn. Đó, nó tự sáng luôn. Rồi chuyển lên chế độ búa ha, ăn búa. Rồi anh em ấn vô là nó sẽ đập búa ha. Rồi xuống chế độ khoan thường. Rồi không kêu ha, thông thường là không có búa. Rồi ok, thân máy ha, cái này mình bán cái thân máy, thân máy Makita 14V4 bê tông ha. À, em nói đây ha, tương đối ha, thêm tiết còn đầy đủ ha. Số 4 em này bán 250 ha. Số 4 1.250k ha. Rồi em bê tông ha. Rồi tiếp tục số 5. Số 5 là em này combo ha, máy lên pin sạc mình đã lên rồi ha, lên pin rồi. À, lên pin rồi, lên sạc đây, adapter điện 220 ha. Pin mình lên đây là 6 cell rồi ha, pin mới ha, cắm vô đây là đèn xanh ha. Đó giờ vô điện lên đèn đỏ ha, giờ cho nó rõ ràng cho anh em khỏi phải thắc mắc ha. Rồi, vô điện lên đèn đỏ ha anh em, rút ra là đèn xanh đó, cắm vô là đèn đỏ, nhận sạc ha. Ok nó vậy thôi. Mình test chức năng cho anh em xem ha. Cây khoan ha, cây khoan gốc. Điều tốc rồi ha. Mình test cái này vô cho anh em thấy rõ ha.
Đây, test cho anh em thấy rõ ha. Đảo chiều. Rồi. Cây này 9.6 ha anh em, Hitachi. Cây này 9.6, đầu kẹp 10 ly. Nhưng mà lên 12V luôn ha. Lên 12V, pin 16 cell luôn ha. Rồi, nguyên cây máy rồi ha. Máy pin sạc. Số 5 ha. Máy pin sạc số 5 900k ha anh em. Máy pin sạc nguyên combo luôn. Rồi máy pin sạc pin mới. Pin nó mới luôn. Rồi, nguyên bộ ha. Máy pin sạc 900k. Số 5 hoàn gốc ha, máy pin sạc 900k. Tiếp tục cây cưa. Đây mình cây có cây cưa Makita lưỡi này bên trái ha. Lưỡi bên trái có nghiêng nghiêng góc ha. Đây là có nghiêng góc. Có nghiêng góc này ha. Con cắt nghiêng góc ha. Rồi. Nâng hạ ha. Nâng hạ dưới này ha. Rồi. Đây là cái hộp chứa bụi ha. Đựng ba vớ một cưa ha. Bay lên đây nó ra cái ống này ha. Rồi 14V4. Cưa này 14V4. Cưa này có cái mã là KS521D ha. KS521D. KS521D. Đây ha anh em. KS521D ha. Đó. Anh em xem ha, chụp màn hình xem lại ha. Cái cưa ha 14V4. Thì mình test chức năng cho anh em xem. Rồi, có đèn luôn ha. Có đèn luôn. Rồi. Này nó motor thẳng ha. Coi đây là đá lửa chỗ này nè ha. Rồi, ok ha. Rất là khỏe. Rất là khỏe ha anh em. 14V4. Rồi cây số 6. Số giá 900 ha. Cây số 6 giá 900 ha. Thân máy ha, máy cưa. Rồi. Tiếp tục có cái máy cưa này nữa ha. 14V4 luôn, màu trắng. Cây này là mã là SS540D ha. Lưỡi này nó nằm bên phải. Ha, như cưa thông thường. Cũng có nghiêng góc, cũng có nâng hạ ha. Nghiêng góc đây. Nâng hạ luôn ha. Cũng thông thường mình hay bán. Rồi. Nâng hạ chỗ này. Rồi. Rồi để nó đây ha. Nó hơi rổ rổ đây xíu ha. Rồi. 14V4. Test chức năng cho anh em xem luôn. Đây, đèn led luôn đầy đủ ha. Rồi. Rồi anh em xem lửa củi ha. Đó. Xem lửa củi đi. Không có gì ha. Rồi. Thân máy. Anh em nào có pin thì mua về lấy pin nhà mình sử dụng ha. Pin của mấy khoang mấy vít vậy ha. Không có thì anh em đặt đóng pin. Số 7. Số 7 700k ha anh em. Rồi đây 14V4. Rồi tiếp tục. Một combo sạc zin điện 100.
Ryobi ha, máy Ryobi, máy pin sạc. Đây, pin Rin, sạc Rin, máy Rin, Ryobi. Của Ryobi ha, mã là 1415 ha. Mã là 1415. À, có đèn LED luôn ha. Đây, có đèn LED luôn ha anh em. Đó, mình test chức năng cho anh em xem nè. Rất là êm ha. Đảo chiều. Rồi. Nó chỉ vậy thôi. Rồi, test búa ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình test tới cái cục sạc cho anh em xem ha. Cục sạc sạc pin ha. Điện 100 anh em lưu ý ha. Điện 100. Đây cắm vô. Đèn đỏ chớp ha. Rồi, cắm pin vô ha. Đèn đỏ đứng lại ha. Đó, như vậy là đã nhận sạc. Làm lại lần nữa ha. Đèn đỏ chớp. Em thấy chớp không? Rồi, cắm vô. Rồi, đèn đỏ đứng lại. Ok ha. À, đã nhận sạc. Điện 100V. Nguyên combo máy pin sạc ha. Số 8 ha. Chiều mốt ha anh em. Chiều 100K. Máy pin sạc chiều mốt. Như vậy ha. Những combo này. Rồi. Tiếp tục. Bỏ xuống cho nó đỡ chặt. Đây đi. Tiếp với một cái combo này ha. Cái dít ha. Mã của nó là M697D ha. M697D ha anh em. 14V4. Đó, nguyên combo nó vậy ha. 14V4. Giờ test chức năng cho anh em xem ha. Đảo chiều. Rồi. Máy pin sạc. Sạc này điện 220 ha anh em. Sạc này sạc điện 220 ha. Rồi, bắt đầu mình test cho cục sạc điện 220 cho anh em xem ha. Đây là cục điện 220 ha. Này dòng sạc điện 220 đã đổ qua 220 ha. Cắm vô là nó hiện lên đèn xanh ha. Cắm vô điện hiện đèn xanh vậy ha anh em. Anh em lưu ý ha. Cắm vô là điện hiện lên đèn xanh như vậy. Rồi đây, rõ ràng ha, cho test cho anh em thấy ha. Rồi, mình cắm pin vô ha. Đèn đỏ ha. Rồi, làm lại lần nữa, cho anh em thấy rõ ha. Đèn xanh ha, đèn xanh rõ ràng ha. Rồi, cắm vô. Nó y như cục sạc, y như cục sạc adapter ha. Cắm vô đèn đỏ, rồi, nhận sạc ha. Máy pin sạc nguyên combo ha. Máy pin sạc nguyên combo điện 220 ha anh em. Số 8 và số 9. Số 9 chiều 2 ha anh em. Chiều 2 máy pin sạc điện 220. Rồi. Tiếp tục. Đây cái nữa ha.
Đây một bộ nữa là một con khoan này ha, khoan Makita ha, khoan Makita. Con này có búa ha, búa nè, vít nè, khoan nè ha, ba chức năng 14 nguồn tư luôn ha. Đầu kẹp nó có 10 ly ha, đầu kẹp 10 ly ha anh em. Rồi chức năng nhanh chậm, rồi chức năng bắn vít ha. Nhanh chậm. Chức năng khoan ha. Đó, khoan là cầm không được ha anh em. Đó, khoan là không cầm được ha. Vít thì chúng ta cầm được. Còn bắt đầu tới búa ha. Này tới búa, khoan búa. Đó. Chết cái khoan búa ha. Anh em nghe nè ha. Đó, khoan búa ha. Đó, chức năng búa đây, vít đây, khoan đây, ba chức năng in combo ha. Số 10, ai muốn mua cái này một máy, ai muốn mua hai máy ha, hai pin một sạc, ok luôn ha, mình bán luôn, mình sẽ trừ ra. Cái này là khoan ba chức năng, máy pin sạc 1.350.000 số 10, 1.350.000 nguyên combo ha. Bây giờ mình test cái pin cho anh em xem ha. Đây là cũng cái sạc điện 220 ha. Sạc này với cái sạc kia nó giống nhau ha. Hai cái nó giống nhau hết anh em. Đó. Đây này, cái này kia ha. Giống nhau. Anh em muốn lấy cái nào lấy ha. Thích chơi cái nào chơi. Rồi. Đèn xanh ha. Đèn xanh đây ha. Đó. Bây giờ mình test pin vô ha. Rồi, test pin vô. Đây đèn xanh nè ha. Rồi, đèn đỏ ha. Đèn đỏ. Ok ha. Nhận sạc ha. Rồi, tại vì cái này nó hơi lỏng lỏng ha. Đó. Mấy pin sạc đầy đủ. Thì cái ổ cắm mình nó hơi lỏng lỏng chân cho nên là nó hơi cà giật. Do cái ổ cắm điện thôi. Rồi, máy pin sạc. Zin luôn ha. Nguyên combo 350, sạc đầy điện 220 nên chúng ta không cần lo ha. Rồi tiếp tục một cái combo nữa ha. Cái combo này nữa ha anh em. Này là máy mình đã lên pin rồi ha. Lên pin 2 coi như là 12V rồi. Anh em nào mà mua thì nhanh tay đặt hàng ha. Gọi điện ha anh em, đừng có nhắn tin đồ này kia nào, mình không có thời gian trả lời đâu. Thì tới tối mình trả lời nó là bán hết rồi ha. Anh em thông cảm, anh em gọi điện đặt đi chứ sáng sớm ra là mình tăng lên là nhiều người gọi lắm. Có những cái máy mình đã bán rồi vẫn có người gọi nhiều, rất là nhiều ha, cho nên mình phải đi nghe điện thoại thôi chứ mình chẳng biết gọi cái hỏi cái gì. Cho đến khi mà anh em nhắn tin thì đã coi như là mình đã bán xong rồi, anh em thông cảm. Test chức năng này ha, vừa tóc ha. Rồi nguyên máy pin sạc luôn ha, combo máy pin sạc nó như vậy. Máy pin sạc ha anh em, pin lên 6 cell rồi hoàn toàn ha.
ha, máy pin sạc như vậy ha, lên pin sạc adapter này ha, đây sạc adapter này, em không cần phải lo, nguyên combo máy pin sạc số 11 900k. Số 11 900k ha. Đó, máy pin sạc, cái máy này rất đẹp ha. Máy này còn rất đẹp, plug tracker 12V. Plug tracker 12V ha. Ha, nó đời sau ha. Có cái tem sau này mình chả biết cái gì. Nó đời sau của thằng plug tracker kia ha, nó không có đèn LED thôi. Rồi. 900k nguyên combo máy pin sạc. Tiếp tục là một cái máy khoan Hitachi. À, khoan này đầu kẹp 10 ly ha. Khoan 12V đầu kẹp 10 ly. Rồi, có đèn ấy đây luôn ha. Có đèn LED đây luôn. Rồi. Rồi, test chức năng cấp trượt ha. Rồi, cấp chấp chậm. À, cấp nhanh. Rồi ok. Coi như là ra vô đầy đủ. Rồi. Rồi đầu kẹp 10 ly ha. Rồi không kẹt ha. Ra vô đầy đủ. Thân máy dầu pin. Chương 12. 500k. Số 12 500k ha anh em. Rồi, thân máy dấu in. Số 13 là một con Nati 103 ha. Khoan, Nati 103. Thân máy dấu pin. Cái 103 giờ nó khỏe anh em ha. Lúc nào mình có hàng về cây hai cây mình bán ha. Clip rồi mình cũng có bán cây rồi, clip này cũng có bán cây nữa ha. Lúc nào mình về được cây ha. Cái này rất là khỏe, bao khoan luôn. Cái thứ này nó khỏe như trâu á. Đó, anh em thấy cái cấp trượt của nó không? À, chậm nè. À, nhanh. À, rất là mạnh ha. Rồi. À, ra vô đầu kẹp 10 ly ha. Đầu kẹp 10 ly. Ok. Điều tốc là rất là nhuyễn nhừ nè ha. Đó, điều tốc nhuyễn chưa. Rồi. Thân máy vỏ pin. Số 13. 550k. Cái này khoan sắt, khoan bê tông, khoan gỗ vô tư luôn ha. Bao anh em khoan vô tư luôn, sắt kể cả sắt dày mấy ly cũng khoan nổi hết ha. Thân máy vỏ pin 550. Rồi, tiếp tục là một cây plug tracker 14V ha. Plug tracker 14V đời sau nè. Đây ha. Đã qua sử dụng rồi ha, có chạy chùa. Có đèn LED luôn ha. Có đèn LED sẵn luôn, không cần phải bấm nút hay nữa. Rồi, cái pin nó mình test cho các bạn xem ha. Là chạy đàng hoàng, điều tốc đàng hoàng ha. Pin yếu rồi, hết pin rồi. Cái pin của nó ha, của pin của nó chứ mình không có đóng không gì ha, chưa đóng ha. Em nào muốn đóng thì để lại đóng pin anh em sử dụng. Rồi, đóng lên 8 cell. Rồi. Rồi nó hết ngang luôn. Yếu như khánh ly luôn rồi ha. Pin nó yếu như khánh ly rồi ha. Mình test vậy thôi cho anh em và bao anh em full chức năng rồi. Đầy đủ. Anh em nào muốn đóng pin để lại đóng pin tùy. Còn biết đóng mang về nhà đóng không sao hết. 14.
số 14, 14 vô tư ha, lắp tắc cơ 14 vô tư ha, đời sau 600 tuổi. Rồi, cái này rất là khỏe nè anh em. Thực sự đóng win xong anh em thấy nó chạy thì thôi. Bao bắn tôn luôn. Ha, bao anh em bắn tôn. Anh em có điều kiện mở ốc cỡ 17 ly ra hết nè. Cái máy đó đó. Mình đã bán nhiều rồi mình biết. Nhiều anh em, rất là nhiều anh em mua cái thứ đó về xài ngon. Đây thân máy vỏ pin ha, của cây Nati EZT 107. Cây này mắc kinh gia băng luôn ha, EZT 107. Rồi, mắc kinh gia băng luôn, anh em cứ xem chụp hình lại xem. Rồi. Bán thân máy vỏ pin ha. Đầu kẹp 10 ly ha. Đầu kẹp 10 ly. Lên chế độ nhanh, để xuống chế độ chậm. Rồi, cặp 10 đi ha. Rồi, test chức năng cấp trượt. Rồi, trượt chậm ha. Đó. Rồi, cấp trượt nhanh. Rất là ok. Rồi, cây này còn khá mới ha, rất là đẹp. Tem tiết chưa có dấu chày. Hai bên đây chuyền chày nhẹ nhẹ ha, có sự qua sử dụng chày nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà rất còn rất là đẹp, tem tiết còn rất là đẹp, còn rất là đầy đủ ha, nhựa không có bị bong chóc hay nứt nẻ gì ha. Em xem kỹ đi. Rồi, thằng máy vỏ pin Nati 107 số 15 550k. Số 15 550k ha. Rồi, tiếp tục. Đây số 16, một cây khoan Ryobi. Thân máy vỏ pin luôn. Rồi, không có ấy ha. Cấp trượt. Rồi, cấp trượt chậm. Đèn led rồi đầy đủ ha. Đảo chiều. Rồi, đầu kẹp 10 ly ha. Rồi. Rồi. Đầy đủ. Ra vô đầy đủ. Thắng tiếp đầy đủ chức năng. Số 16 550k. Cần máy vỏ pin ha. Số 16 550k, một cái máy liền rạc ha. Đây nhìn chữ nghĩa rõ ràng ha. Còn nguyên ha. Đó, 20 cấp chuột, một cấp khoan ha. Một cấp khoan lên đây. Đó, bạn lên đây là cấp khoan ha. 550 số 16. Rồi, số 17 là một cây Makita, cây này cây rút led ha. Cây này không than. Không than có chỉnh lực ha. Có 3 cấp. Có đèn chủ động. Rồi, có 3 cấp trực chỉnh lực đây, 1 2 3. Rồi, bây giờ mình test chức năng cho anh em xem. Nghe tiếng máy rồi ha. Đảo chiều. Rồi. Đảo chiều. Đảo chiều. Chỉnh lực ha. Cấp 1. Cấp 2. Rồi, cấp 3. Rồi. Rồi, anh em yên tâm ha. Đó. Makita mã là TB132D ha. TB132D. Nên 132D ha. Rút led ha.
Cây này không than ha, mình bán cái thân máy ha. Số 17. Thân máy 1.1 triệu. Thân máy 1.1 triệu ha anh em. Rồi. Đầy đủ ha, đèn nè ha. Chủ động luôn ha, cấp 1 2 3 ha. Hiện đây ha. Anh em nhìn thấy ha, đây 1 2 3 ha. Đó, rõ ràng ha. Rồi. Thân máy 1.1 triệu. Tiếp tục số 18 là một cây Nati ha, 608. Một cây Nati 608, mắc in da băng luôn ha. Đây kỳ vít ha. Cây này rất đẹp ha, cây này rất là đẹp đó ha, 608, cây này rất đẹp, chỉ chạy dưới đây chút xíu thôi đó. Còn hai bên hông chỉ có sơ sơ, nói chung là cũng còn khá ha, cao su rồi liền lạc hết, tem tiết nghiêm chỉnh hết ha đó. Tem tiết nghiêm chỉnh hết. Đèn vàng ha. Rồi. Rất là ok. Rất khỏe. Số 18. Sáu trăm rưỡi ha. Số 18, 650k. Rồi, số 19. Một cây Nati nữa, số 19 ha. Cái này 6401 ha. Cái này có cắt lực. 6401 có ngắt lực ha. Đó. Đó. Ngắt lực ha anh em. Điều tốc rồi đầy đủ ha. Rồi. Ra vô đầy đủ ha. Mình tăng lên để mình ra vô ha. Đó. Rồi. Bao full chức năng luôn ha. Cho nó mau. Số 19. $550k ha. Số 19 $550k. Em nhìn kỹ ha. Rồi, số 20. Một cây DM2 ha. Thân máy do pin, cây này màu hơi tối ha, dơ màu hơi tối, không vấn đề gì hết ha. Máy thang ngoài có motor rồi, thang rồi ha. Rồi, điều tốc ha. Đảo chiều. Rồi, đảo chiều. Rồi, đầy đủ ha. Thân máy vô pin. Số 20. À, 600k. Rồi, mình xin dừng tại đây đi ha. Rồi clip sau mình sẽ tiếp tục ha. Bây giờ mình sợ không đủ dung lượng để mình đăng ha. Rồi số 20 đến số 20 thôi ha, 600k. Một cái máy như vậy. Motor rồi, thân rồi của Hitachi ha. DM2 ha. À, khá tương đối ha. Máy rất khỏe. Rồi, xin chào tạm biệt ở đây ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip ha.